Búa gỗ khổng lồ. Ngày xưa, có hai vợ chồng nọ hiếm muộn. Ngày nào cũng đến chùa cầu khấn, những mong trời Phật ban cho mình một đứa con. May mắn sao, cuối cùng hai người cũng đạt được tâm nguyện. Nhưng đứa bé sinh ra lại bé xíu, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Đứa bé trông mới dễ thương làm sao? Chúng ta hãy gọi nó là Isun nha. Thời gian thấm thoát trôi qua, Isun cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Dạ, thưa cha mẹ, năm nay con đã 18 tuổi, con muốn khăn gói đến kinh thành, học hỏi các danh nhân để trở thành người giỏi giang ạ. Con bé tí như thế này, đường đến kinh thành lại xa xôi, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra dọc đường thì biết làm sao. Đúng vậy, con cứ ở với bố mẹ, cả nhà chúng ta nương tựa vào nhau sống qua ngày. Con vậy đã lớn, không thể ở nhà mãi được. Chí con đã quyết, xin cha mẹ hãy để con đi ạ. Nếu con đã quyết vậy, thì bố mẹ cũng không nỡ cản con. Con hãy cầm theo chiếc kim này, dắt bên mình làm kiếm phòng thân nghe con. Cuối cùng thì ta đã đến được kinh thành rồi. Kinh thành thật náo nhiệt và đông người. Thầy Onda quả là bậc danh nhân đáng ngưỡng mộ. Kiến thức của thầy mới uyên thâm làm sao. Hả? Thầy Onda ư? Nhất định ta phải vào xin học mới được. Dạ, có ai ở trong nhà không? Ai gọi đó? Sao không thấy ai chứ? Rõ ràng mình nghe thấy có tiếng gọi mà. Dạ, có phải thầy Onda đó không ạ? Đúng vậy, ta chính là Onda đây. Cậu bé tí hon tìm ta có việc gì? Dạ thưa thầy, con lặn lội từ vùng quê tới đây, muốn xin được theo học thầy để mở mang học vấn. Mong thầy hãy thu nhận con làm học trò ạ. Cậu nhỏ người nhưng lại có chí học hỏi, khá lắm. Hãy ở lại nhà ta, chịu khó chăm chỉ đèn sách, học nhiều tự khắc sẽ biết rộng. Vậy là Isun ở lại nhà thầy Onda tầm sư học đạo. Thầy Onda có một cô con gái trạc tuổi Isun. Cô bé rất quý mến cậu bé. Khi học hay khi chơi đều có nhau như hình với bóng. Cha ơi, con đã học thuộc bài rồi. Cha cho con đi chơi núi nha cha. Con đi nhanh rồi về sớm còn ăn cơm. Này Isun, con hãy đi cùng con bé đi. Có con đi cùng thầy thấy yên tâm hơn. Dạ vâng ạ. Nè Isun, mặt trời đã lên cao rồi, chúng ta về nhà thôi anh Isun ơi. Cô gái thật xinh đẹp, ta phải bắt về hang mới được. Con quỷ kia, đừng hòng động đến cô ấy. Hay gọi nít nhít mắt mũi chưa sạch như ngươi, ta mũi một phát là bay ngay. Anh Isun ơi, làm sao để thoát khỏi con quỷ bây giờ? Đừng sợ, có anh ở đây rồi, nó sẽ không làm hại được em đâu. Chỉ bằng hàng đầu thế này mà đòi bảo vệ người đẹp ư? Mình phải đập mấy nhát cho con quỷ này biết thế nào là đau đớn. Nào cô gái xinh đẹp, hãy ngoan ngoãn theo ta về. Cái bụng của ta đau quá đi mất. Con quỷ kia, bây giờ ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Cậu bé tí hon, xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi thề sẽ không làm hại ai người. Ai mà tin được ngươi chứ. Hôm nay ta sẽ giết ngươi để trừ họa cho dân lành. Hãy tha cho tôi đi. Tôi thề từ nay sẽ không làm hại ai nữa. Đúng rồi, tôi sẽ dâng tặng cậu chức phù thần, có thể ước gì được nấy. Thôi được rồi, vậy ta sẽ tha cho ngươi lần này. Hãy há miệng ra để ta chui ra. Đây là chiếc vồ thần, ta xin tặng lại cho cậu. Chà, chiếc vồ này có thể ước gì được nấy ư? Hãy để em ước thử xem lời quỷ nói có đúng hay không nha. Hãy làm cho Isun to lên.
cô gái và Isun trở về nhà. Thầy Onda cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Isun giờ đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Một thời gian sau, Isun hỏi cưới cô gái làm vợ. Bố mẹ cậu vô cùng vui mừng khi thấy con khôn lớn và trưởng thành hơn xưa. Nhờ chăm chỉ, siêng năng học tập, cuối cùng cậu cũng trở thành một nhà giáo uyên bác, học vấn tinh thông, được nhiều người theo học. Mặt trái. Nhóm mình hôm nay không xong không về đấy nhé. Đợi tôi một lát. Hôm nay anh cứu thu xếp về mà ăn tối với con nhé. Dạo này anh đang bận mấy dự án liền. Hai mẹ con thông cảm cho anh. Hôm nay việc đang gấp lắm. Thằng Tí khéo đến cả tháng chưa thấy mặt bố. Anh sẽ cố gắng về sớm mà. Các cậu cố gắng hoàn thành đi. Sau đợt này sẽ được xả hơi. Anh yên tâm. Video nhóm mình lần này nhất định phải lọt top, tát thịnh hành YouTube. Chắc luôn anh ơi. Cái đó thì khó nói lắm. Anh phải tin ở tụi em chứ. Phần lời bài hát tôi đã duyệt rồi. Sao các cậu lại tự sáng tác thêm? Thế mới nổi được chứ anh ơi. Đối tác chỉ muốn chúng ta làm nổi bật sản phẩm nước ngọt xuất hiện trong video ca nhạc này. Anh yên tâm, không lố gì cả đâu. Lại còn không, mấy nội dung như thế không được phép đăng lên đâu. Trời, tại anh không theo dõi mấy kênh video của thế giới trẻ bây giờ thôi. Anh em mình tuy cũng coi là già rồi, nhưng vẫn phải bắt kịp xu hướng anh ơi. Sao? Xu hướng? Đây anh xem, mấy chục triệu lượt xem đây này. Ừ nhỉ, sao hút người xem thế? Anh cứ tin bọn em đi, mình có phát trên truyền hình đâu mà ngại. Bọn em thức cả đêm mới xong đấy ạ. Sếp tổng, tôi đang tin tưởng giao cho nhóm ta làm việc độc lập. Nhưng càng như vậy thì các bạn phải cẩn thận. Những chỗ dùng từ hơi quá, bọn em sẽ cho chèn bớt tiếng đi. Anh cũng thấy đấy, mấy video vừa rồi rất là hiệu quả. Được rồi, nhất anh. Lượt xem các video nhóm cậu làm dạo này tăng vọt, cố gắng phát huy nhé. Được như thế là nhờ công sức của cả nhóm, đặc biệt là các nhân viên trẻ, anh ạ. Tốt lắm, lần này tôi sẽ có thưởng nóng cho cả nhóm. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tốt quá, đúng là lượt xem, lượt thích ngày càng tăng. Anh, clip lần này của nhóm mình, em tin là sẽ có khả năng tiến rất xa đấy ạ. Em nghĩ ngoài YouTube, anh nên đề nghị sếp cho đăng trên các trang Facebook lớn. Nhiều lượt theo dõi sẽ đến được nhiều người xem hơn. Đặc biệt quảng cáo lần này hướng tới đối tượng là thanh thiếu niên. Đối tượng là thanh thiếu niên thì càng phải chú ý về câu từ bài hát. Anh ơi, tuổi ấy các em ý thức được đâu là nhạc chế lại, đâu là bài nguyên gốc mà. Đành rằng như thế, nhưng... Bây giờ nhà nhà chế nhạc, người người chế nhạc, chúng ta là công ty quảng cáo đàng hoàng, có văn bản xin phép nhạc sĩ rồi thì lo gì hả anh? Mừng thắng lợi này nhóm mình phải được xả hẳn mấy ngày anh nhỉ? Video lần này cán mốc 100 triệu lượt xem chứ chẳng đùa. Nghỉ ngơi thôi. Các cậu còn thanh niên phòng không thì cứ thoải mái hẹn hò người yêu. Chứ tôi thì phải về nhà ngay. Dạ, anh em mình cũng trường kỳ ở công ty gần tháng trời rồi chứ ít gì. Trời, mấy đứa bé này hát gì vậy? Đây chả phải lời bài hát chế của nhóm mình sao? Chết thôi, đối tượng người xem hướng tới ít nhất cũng phải tầm tuổi sinh viên cơ mà. Các cháu không được phép hát như thế. Ai cho các cháu xem video ca nhạc của người lớn hả? Cháu xem iPad, ấn vào coi thôi mà. Sao lại không được hát ạ? Hay ơi là hay. Có biết thế là hát bậy không hả? Bố mẹ các cháu đâu? Bố mẹ cháu đi làm rồi, chỉ có bác giúp việc ở nhà thôi ạ. Bác ấy cho chúng cháu xem iPad. Còn không hiểu mình hát gì mà hát ván trời lên thế à? Sao chú lại mắng bọn cháu? Không hát nữa thì thôi ạ. Trời đất, thằng Tí nhà mình chiều nào cũng ở nhà một mình với cái máy tính. Tí, con làm gì thế hả? Bố về ạ. À? Con đang làm bài tập về nhà ạ. Con đang học cái này hả? Con đang làm bài tập ngoại khóa chủ đề mặt trái của mạng xã hội.
con chỉ bật vào để lấy tên ghi vào ví dụ sản phẩm nhạc chế thôi bố ạ. Video này đang có nhiều lượt xem nhất trên YouTube. Cô giáo con bảo, các sản phẩm nhạc chế bây giờ làm lệch cả xu hướng nghe nhạc của một thế hệ. Không biết ai đi làm mấy cái video này nữa. Bất công quá bố nhỉ. Bố sao thế ạ? Bố không sao. Con làm bài tiếp đi. Nhớ không được xem mấy cái thứ nhạc đấy, nghe chưa? Vâng, con biết mà bố. Bố về rồi, bố hứa với con lúc nào cũng phải về nhà ăn tối nha. Bố hứa. Các cậu gỡ ngay video mới làm xuống cho tôi. Sao thế anh? Không ơ nón gì hết. Sáng nay chúng ta sẽ có buổi họp gấp. Và từ nay, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thêm mấy từ bậy bạ lượt xem đến từ chất lượng của sản phẩm. Phép nhiệm màu có thật. Phim dựa trên câu chuyện có thật của một tù nhân chiến tranh người Ukraine bị giam tại trại tù binh ở Siberia. Martin! Anh à, anh cứ khóc đi. Dòng nước mắt có thể giúp anh vơi bớt sự thương nhớ về mẹ con cô ấy. Rita, sau cuộc chiến, trở về từ nhà tù chiến tranh, anh mang trên mình đầy thương tích. Anh đã đi tìm tung tích của hai mẹ con cô ấy khắp nơi, rồi bất ngờ lại biết tin vợ con mình đã chết trong cuộc di cư. Em biết những nỗi đau của anh, nhưng chúng ta không thể cứ dằn vặt mình bởi những vết thương trong quá khứ. Chúng ta cần phải sống cho ngày hôm nay. Anh xin lỗi Rita, nhờ cô em mà anh cảm thấy cuộc sống của mình như tìm lại được ánh mặt trời. Cuộc sống đã trở nên ý nghĩa với anh hơn. Em biết nhắc lại chuyện này sẽ khiến anh rất buồn, nhưng anh hãy đồng ý để chúng ta có thể nhận một đứa con nuôi. Em muốn được làm công việc đó, yêu thương và chăm sóc cho con. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, rằng đừng có đề cập đến chuyện đó nữa. Nhưng mà em khát khao được làm mẹ. Anh hãy tưởng tượng xem, nếu chúng ta có con và cùng nhau chăm sóc, cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Em thừa biết anh đã mất khả năng sinh con sau khi trở về từ cuộc chiến. Anh không thể chịu đựng thêm bất cứ sự đả kích nào nữa. Em có hiểu không? Em không có ý đó, Martin à. Chỉ là anh biết đấy, có rất nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện. Chúng cũng rất mong được những người như chúng ta nhận về nuôi. Tại sao chúng ta không làm việc đó? Em xin anh, hãy nhận một đứa về nuôi có được không? Em đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó với anh nữa. Vì anh không có khả năng sinh con, không có khả năng mang tới hạnh phúc cho em. Em có hiểu không? Ôi, Martin, đến bao giờ anh mới có thể quên đi những vết thương do chiến tranh để lại? Xin chào Greta, cô lại đến góp thực phẩm cho chúng tôi đấy à? Dạ vâng, tuần này tôi có việc nên đến hơi muộn. Chúng tôi rất vui vì thời gian gần đây có thêm cô đồng hành giúp đỡ. Cô vào đi. Trời ơi, những khuôn mặt ngây thơ trầm mặc đáng thương của lũ trẻ. Những ánh mắt cầu xin của chúng. Giá như mình có thể ôm tất cả chúng vào lòng và đưa về nhà. Chát tặng cô. Ở đây, đứa trẻ nào cũng vậy. Chúng đều thèm khát được sự quan tâm và yêu thương. Đó là Sonia. Con bé có năng khiếu vẽ, nó ham vẽ lắm. Giá như mình được nhận nuôi, mình muốn được làm mẹ. Mày có đang quá ích kỷ không Martin? Rita, cô ấy không đáng bị như thế. Mày không nên để Rita phải gánh chịu nỗi đau cùng mày. Rita, chúng ta nên đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ đi. Thật ư? Em có nghe nhầm không vậy? Không, anh không hề đùa đâu. Em hãy đi nhận nuôi một đứa trẻ đi. Anh xin lỗi vì đã quá ích kỷ với em. Không, Martin anh yêu à. Anh rất tuyệt vời. Em sẽ đến cô nhi viện ngay. Anh đợi em nha, đợi em nha. Cô thật tử tế và có trái tim giàu lòng nhân ái. Rita, hãy đi theo tôi. Cô hãy chọn lấy một đứa bé.
Khoan đã, thưa sơ, con nghĩ con đã có lựa chọn dành cho mình rồi. Cháu à, cháu có đồng ý đi theo cô không? Đến một nơi có cả cha lẫn mẹ. Có cả cha và mẹ ư? Ồ, thế thì thích quá à. Thật, thật hả cô? Vâng, cháu đồng ý ạ. À. Nhưng mà cô ơi, cô đợi một chút. Để cháu đi gọi anh trai, chúng cháu phải đi cùng với nhau. Cháu không thể bỏ lại anh của mình được. Ồ không, con gái ạ, cô chỉ có thể đưa một mình cháu đi thôi. Không, cháu muốn đi cùng anh trai mình. Trước đây chúng cháu cũng có mẹ, khi mẹ qua đời đã dặn dò anh trai không được bỏ rơi cháu. Mình phải làm thế nào bây giờ? Điều kiện lúc này của mình không thể nuôi được hai đứa con một lúc. Còn Martin nữa, khó khăn lắm anh ấy mới đồng ý. Trita, em thừa biết hoàn cảnh chúng ta cũng không hề dư giả gì. Nuôi thêm một đứa con đã là quá cố gắng rồi. Nhưng mà cô bé mà em chọn có cả anh trai, nó không thể rời bỏ anh trai của mình. Rita, vậy sao em không chọn đứa trẻ khác mà lại nhất quyết là bé gái này chứ? Theo anh, tốt nhất em đừng chọn đứa bé nào trong hai đứa bé ấy cả. Em hãy chọn một đứa bất kỳ mà không phải một trong hai đứa bé kia thì em sẽ không còn băn khoăn thế này nữa. Không, ánh mắt của cô bé, khuôn mặt cô bé và cả bức vẽ cô bé tặng em nữa, trái tim em mách bảo tất cả thuộc về em. Em đã bị thu hút toàn bộ trái tim mình về phía cô bé ấy. Nó luôn khắc khoải và nhắc nhở em chỉ muốn chọn cô bé đó thôi mà tin ạ. Thôi được rồi, Rita, lần này anh sẽ cùng em đến cô nhi viện vậy. Cô đến đón chúng cháu phải không? Cả cháu và anh trai của cháu nữa. Cô... Cháu đã đồng ý với mẹ là sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái. Khi mẹ cháu mất, cháu đã hứa như vậy. Vậy nên đáng tiếc là em gái cháu không thể đi cùng với hai người. Trita nói đúng, không nên tách anh em chúng ra. Cô ơi, cô sẽ nhận cả hai anh em cháu chứ ạ? À? Cô... Đúng rồi, cô chú sẽ nhận cả hai cháu. Thật ư, Martin? Em còn đứng ngay ra đó làm gì nữa? Đón các con về nhà thôi nào. Vậy thì anh đến văn phòng làm thủ tục nhận nuôi luôn đi. Em sẽ giúp hai đứa trẻ thu dọn quần áo. Chúng ta hãy cùng vào trong phòng làm thủ tục xem thế nào rồi các con nhé. Martin, anh làm sao vậy? Martin! Rita, em nhìn những cái tên trên tờ giấy này xem. Jacob Wall, Sonia Wall, mẹ Anna Wall, cha Martin Wall. Em có biết không, Rita, hai đứa con này là con ruột của anh. Jacob Wall, Sonia Wall, mẹ Anna Wall, cha Martin Wall. Một đứa là con trai mà anh tưởng rằng đã chết từ lâu. Còn một đứa là con gái mà anh chưa từng gặp mặt. Đó chính là cô bé này. Trời ơi, cảm ơn trời đất đã phù hộ chúng tôi. Rita, nếu như không có em đã thỉnh cầu anh nhận nuôi chúng, nếu như không có trái tim nhân ái của em, thì có lẽ anh đã không thể gặp được điều kỳ diệu này mất rồi. Cuộc đời luôn tồn tại những phép nhiệm màu. Chỉ cần chúng ta có tình yêu thương thì tất cả mọi khoảng cách sẽ an bài cho ta gặp lại nhau. Bát canh cua và Âu cà pháo. Hôm nay nóng bức quá, xong việc rồi, hai đứa đi làm mấy vại bia cho mát nhé, rồi ăn cơm quán luôn. Tớ về ăn cơm nhà thôi, bị ghiền món canh cua, cà pháo của vợ rồi, không thiết tha gì đồ ăn bên ngoài cả. Chà chà, mấy món đó thì lúc nào ăn chả được, thỉnh thoảng phải đi ăn hàng cho thay đổi chứ. Ôi, đặc sản của vợ tớ đấy, ăn hàng thấy không ngon miệng, thôi tớ về đây. Về rồi ạ, à? Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm à. Ừ, anh đói quá, chỉ mong hết giờ làm để về nhà ăn cơm vợ nấu. Anh vất vả quá, ngày nào cũng đi làm từ sớm đến khuya mới về. Vất vả gì đâu, em và con vui là anh mừng rồi. Anh vất vả, mà ngày nào cơm nước cũng chỉ thế này. Em... Không đâu, anh thấy rất ngon mà.
Trời nóng thế này được bát canh cua với cà pháo là tốn cơm lắm. Vả lại chúng ta cùng nhau cố gắng sắp đủ tiền để mua một căn nhà mới rộng hơn, to đẹp hơn rồi. Anh ơi, chiều anh đi làm về rồi đón con giúp em. Hai bố con về thì hâm thức ăn em để sẵn trong tủ lạnh nhé. Từ giờ em sẽ thường xuyên về muộn đấy. Sao thế? Em nhiều việc vậy à? Thì anh xem, kết thúc việc ở cơ quan là 5:30, sau đó em đến lớp tập yoga, tiếp đến là chăm sóc da ở spa, phải đến 10:00 đêm mới xong xuôi được. Phải theo đều đặn thì mới có hiệu quả được anh à. Nhưng có phải ngày nào cũng đi spa đâu. Hôm nào không đến spa thì em đi học lớp trang điểm nữa mà. Em cũng có nhiều việc cá nhân chứ. Nhưng suốt ngày ăn thức ăn sẵn, chán lắm. Anh chịu khó nhé, em làm đẹp cũng vì anh mà. Tạm biệt anh yêu, em đi trước đây. Mẹ ơi, sao mẹ về muộn thế? Con đói lắm rồi, mẹ mau nấu cơm đi ạ. Mẹ tưởng hai bố con ăn ở ngoài rồi chứ. Mà sao con không bảo bố mua pizza hay là gà rán cho? Con không ăn bên ngoài đâu, chán lắm. Con thèm cơm mẹ nấu. Được rồi, chờ mẹ một lát là có cơm thôi. Yay, hôm nay được ăn cơm mẹ nấu rồi. Mời hai bố con ra ăn tối nào. Ôi, không có cơm ạ. Lại mấy món chế biến sẵn thế này, ăn chán lắm. Hai bố con chịu khó, hôm nay mẹ vội quá không kịp đi chợ. Nhà có gì dùng nấy thôi. Hai bố con ăn đi nhé, mẹ đi tắm rồi ngủ trước đây. Hôm nay mẹ mệt lắm. Anh đi làm về rồi à, mau vào ăn cơm. Hôm nay em mua nhiều đồ ở siêu thị lắm. Em ăn đi, anh không đói. Anh sao thế? Mấy hôm nay anh đều không ăn cơm ở nhà, hoặc viện cớ đi bỏ bữa. Anh muốn em nấu cơm ở nhà. Em đã thu xếp công việc đi chợ nấu cơm cho anh, vậy mà anh lại thờ ơ như thế. Có phải phụ công em lắm không? Anh không quen ăn mấy món chế biến sẵn, nuốt không trôi. Của một đống tiền đấy, người ta còn chẳng có mà ăn, anh lại còn chê. Cô Hương mới đi công tác về đó hả? Dạ không, đợt này em có đi đâu đâu. Mấy hôm tôi thấy chú Tuấn dẫn thằng bé nhà cô ra ăn cơm bình dân, tôi lại cứ tưởng cô đi công tác. Dạ không, nhưng em hay có việc phải về muộn. Mà chị ơi, chị hay gặp nhà em ăn cơm ở quán bình dân à? Ừ, chú ấy bảo thèm bát canh cua với cà, thích đĩa cá kho tộ. Thấy hai bố con ăn cơm ở quán ngon lành lắm. Quán đấy họ nấu nướng đơn giản mà đông khách. Tôi nhìn hai bố con chú ấy ăn ngon, cũng mua về ăn vài bữa. Đàn ông đúng là giống nhau. Ông chồng tôi cũng thế, chỉ thích vợ nấu mấy món dân dã, canh cua, cà pháo. Em tưởng chị vẫn hay nấu cho anh nhà, sao phải ra quán mua làm gì? Cũng chỉ vì chuyện cậu em trai tôi, nhà cửa lục đục. Mấy hôm nay tôi cũng phải đến hòa giải mấy chuyện gia đình, nên chẳng nấu cơm cho ông nhà tôi được. Em trai chị ư? Anh Kiên ấy ạ? Thì đấy, nó có cô vợ làm giám đốc, xinh đẹp, kiếm tiền giỏi không ai bằng. Ấy vậy mà nó vẫn bỏ vợ giám đốc để đi lấy một cô tạp vụ kém về nhan sắc lẫn tài năng đấy. Sao lại thế được? Thì cô vợ cứ mãi mê với công việc, không quan tâm chăm sóc gia đình, bếp núc thì cũng lạnh tanh. Còn cô tạp vụ kia biết chăm sóc vun vén gia đình, cơm dẻo canh ngọt lúc nào cũng sẵn sàng. Em trai tôi nói chỉ cần có thế thôi, một gia đình thật sự. Hóa ra là như vậy. Đúng là đường vào trái tim đàn ông qua dạ dày cô ạ. Mà cô em dâu tôi á thì cứ lao vào công việc như con thiêu thân ấy. Giá mà nó dành chút thời gian chăm sóc chồng nhiều hơn thì đâu đến nỗi. Ngày xưa chúng nó yêu nhau lắm. Dạ đúng rồi chị. Thôi chị về nhé. Dạ chào chị. Từ bao giờ mình đã quên đi điều quan trọng nhất đối với gia đình mình?
có lẽ mình phải chuyển lịch học yoga vào các buổi trưa thôi. Buổi tối là lúc dành cho gia đình. Chà, thơm quá. Mùi gì đó rất thân quen. Mẹ đúng là số 1. Mẹ làm những món này là ngon nhất đấy. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Chỉ là một bữa cơm gia đình thôi mà. Từ giờ nhà mình sẽ không để thiếu những bữa cơm như thế này nữa nhé. Ừ, thôi cả nhà vào ăn cơm thôi. Dạ vâng ạ. Chú thỏ đợi chờ. Cháu chào ông, hẹn gặp lại ông chiều mai ạ. Ừ, cháu về nha. Chào cậu, đợi tớ lâu chưa? Tớ cũng vừa đến, chỗ làm thêm của cậu thú vị thật. Có rất nhiều đồ cổ tinh xảo, nhìn thích ghê. Đặc biệt là chú thỏ này, trông như có tâm hồn vậy. À, Emin đấy. Ông Sam gọi nó là Emin. Nhưng ông bảo chú thỏ ấy không phải để bán. Ông đặt nó đứng đấy cho nó ngắm phố phường. Lạ nhỉ? Ừ, lạ đúng không? Mai cậu bay rồi à? Ừ. Đất nước cậu chắc đẹp lắm. Tớ mong một ngày được đưa Maya đi thăm đất nước tớ. Về nước rồi, cậu sẽ sớm quên tớ thôi. Nhưng nếu tớ đi cùng cậu, liệu mọi thứ có tốt đẹp? Liệu rồi chúng ta có thể yêu thương nhau mãi không? Hay sẽ có gì đó rạn vỡ? Emin này, mày rất giống Trung. Có vẻ xa cách, nhưng kỳ thực lại rất tình cảm. Maya, cháu lại đang mơ mộng gì thế? Dạ, ông ơi, ông có thể... Sao cháu? Ông có thể bán Emin cho cháu được không ông? Nhưng ông đã nói Emin không phải để bán mà cháu. Cháu muốn tặng Emin cho Trung trước khi bạn ấy về nước, vì có thể sẽ chẳng bao giờ chúng cháu gặp nhau lại nữa. Người ta nói xa mặt cách lòng mà. Tình yêu đích thực, sợ gì khoảng cách và thời gian. Này, ông với cháu hãy lập một lời hứa nha. Ngày Emin gặp lại em mà, ông sẽ tặng cháu cả đôi thỏ. Đôi thỏ? Emin còn có một cô bạn gái nữa không? Cách đây cũng phải 50 năm rồi, ông gặp Emin cùng với cô bạn gái Emma xinh đẹp của nó trong một cửa hàng lưu niệm ở Paris. Ông đã mua đôi thỏ và tặng bạn gái ông làm quà sinh nhật. Ngày ông rời Pháp về nước, bà ấy trao cho ông Emin và hứa sẽ cùng Emma chờ ông và Emin trở lại tìm họ. Ngày đôi thỏ gặp lại nhau cũng là ngày ông và bà đoàn tụ. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra, khi ông trở lại, bà ấy đã không còn ở Paris nữa. Ông cũng đã đi khắp nước Pháp tìm kiếm mà không có một tin tức gì. Ông ở lại Paris, mở cửa hàng đồ cổ này, hy vọng một ngày nào đó bà ấy đi qua nhìn thấy Emin và dừng lại. Ông và Emin sẽ chờ ngày đó. Vì trái đất tròn nên những người thật sự yêu nhau sẽ trở về bên nhau. Vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau ư? Jim, đúng là anh rồi. Sophia, cuối cùng anh và Emin cũng đợi được em và Emma. Là anh thật rồi. Anh xem, đi đâu em cũng mang Emma theo, vì em biết một ngày nào đó chúng em sẽ gặp lại anh và Emin. Đúng là trái đất tròn. Em, có chuyện gì vậy? Anh... Đây là chồng em. Là chồng em? Ôi trời, bà ấy có chồng rồi. Anh có thể sang quán cà phê bên đường đợi em một lúc được không? Vậy là đôi thỏ đã được đoàn tụ, chúng mình được gặp lại nhau. Sau chiến tranh, em ở lại Paris, em đợi anh, đợi mãi. Rồi ba em tìm được việc mới ở nước ngoài, em không thể ở lại. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Anh mừng vì em đã có nơi yên ấm. Anh vẫn chờ em. Vậy mà em thì em phải làm sao đây? Em đừng buồn. Được gặp lại em là đủ với anh rồi. Dù chúng ta không thể sống bên nhau,
Nhưng những tháng năm thanh xuân ở Paris cùng em sẽ là những ký ức đẹp nhất. Anh sẽ luôn trân trọng những ký ức ấy. Ông... Cháu nhìn xem, Emma đã về với Emin rồi. Giờ ông sẽ tặng đôi thỏ cho cháu. Nhưng chắc ông buồn lắm phải không ông? Không sao đâu cháu. Được gặp lại bà ấy, thấy bà ấy hạnh phúc là ông mừng rồi. Nhưng ông đã đợi 50 năm. Cháu biết không có ai có lỗi cả. Nhưng sao cháu thấy cuộc đời bất công với ông quá? 50 năm có thể dài như một đời người, nhưng cũng có thể chỉ là một thoáng. Cuộc đời con người ta đắng cay, khổ cực mới là chuyện thường. Còn những hồi ức đẹp, nó lại thường quá ngắn ngủi. Nhưng vì ít nên ta lại nhớ lâu, nhớ bền hơn. Để mỗi khi lật dở lại kỷ niệm, ta chỉ muốn nhớ về khoảng ký ức dịu dàng, hạnh phúc. Đối với ông, ngày hôm nay sẽ mãi là một ký ức tươi đẹp. Ông tặng cháu đôi thỏ này, chúc cháu sẽ có được những ký ức đẹp. Những ký ức đẹp sẽ giúp cháu sống lạc quan và tin tưởng giữa cuộc đời này. Cháu cảm ơn ông. Tặng cậu, chúc cậu về nước làm việc tốt. Và gì nữa? Và tớ và Emma sẽ sớm gặp lại cậu và Emin ở đất nước của cậu. Hứa đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.